Xe điện Anbico giá bao nhiêu? Mua xe điện tại xe điện Bbike. Các dòng xe đạp điện Anbico là thương hiệu được khá nhiều các bạn trẻ ưa chuộng bởi thiết kế đẹp mắt, đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng và mức giá lại rất hợp túi tiền của người dùng. Bên cạnh đó, Anbico cũng cho ra mắt thị trường khá nhiều các dòng xe đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Các dòng xe đạp điện Anbico phù hợp với mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là các bạn học sinh hoặc người cao tuổi. Đi xe máy điện Anbico, người dùng cần đăng ký để cấp biển số và thực hiện các quy định khi điều khiển xe máy điện trên thị trường, đội mũ bảo hiểm. Xe đạp điện Anbico AP1503 có giá 8,1 triệu đồng, xe đạp điện Anbico BestX 8,5 triệu đồng, xe đạp điện Anbico AP17058. 1 triệu đồng, xe đạp điện Anbico BestX 8,9 triệu đồng. Những lưu ý đối với người đi xe đạp điện: người điều khiển, người ngồi trên xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng quy định. Người điều khiển xe đạp điện cần tuân thủ các quy định liên quan với xe thô sơ. Người ngồi trên xe đạp khi tham gia giao thông không được thực hiện các hành vi sau: mang, vác vật cồng kềnh, sử dụng ô, bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác đứng trên yên, giá, đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái, hành vi khác gây mất trật tự an toàn giao thông. Tại xe điện Bbike có rất nhiều các mẫu xe điện Anbico với những mức giá khác nhau phù hợp với từng người sử dụng. Nếu các bạn đang quan tâm đến dòng xe điện Anbico và muốn nghe tư vấn cụ thể hơn, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0796-428-555 hoặc trang web bi-bike.com nhé. Đường link fanpage, Facebook và thông tin liên hệ mình để ở dưới link phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và subscribe kênh channel của xe điện Bbike để chúng mình có động lực ra thêm những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.